đại diện cho Mỹ Nghệ Việt giới thiệu bộ sưu tập quà Tết Mỹ Nghệ Sơn Mài đến với quý doanh nghiệp và các bạn trong năm Tết, trong mùa Tết sắp tới. Thì cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, bên mình sẽ có những cái bộ sản phẩm quà tặng để cho các quý khách hàng và doanh nghiệp cũng như gia đình có thể là có một cái món quà vừa có thể là in ấn được logo doanh nghiệp và thể hiện được cái mong muốn là một cái quà tặng mà nó trao gửi được trọn tình thân yêu cho khách hàng cũng như là gia đình của mình vào dịp Tết đến. Với cái bộ quà Tết năm nay thì doanh nghiệp mình chú trọng vào chủ đề là hoa mai vàng, với những cái họa tiết được đắp nổi và những cái cánh hoa được vẽ tay và vẽ thủ công rất là chi tiết và tỉ mỉ. Các bạn thấy đấy, trong bên trong thì hộp mứt Tết của mình có thể chia ra nhiều ngăn để các bạn có thể tiện dụng, và cái ngăn này có thể là tách rời ra khi mình lau chùi vệ sinh rất là đơn giản. Bên cạnh đó, cái hộp mứt Tết thì thông thường sẽ đi kèm với lại một cái hũ đựng hạt dưa. Tết đến thì nhà nào cũng có một cái hũ cần để đựng hạt dưa hoặc bí. Thì như các bạn thấy đấy, năm nay mẫu quà Tết của mình sẽ chọn là cái dáng quả mận và cũng là những cái họa tiết mai vàng đi kèm với cái hộp sơn mài Tết. Nếu mà doanh nghiệp mà chọn những cái quà tặng như thế này thì mình có thể là in cái logo của doanh nghiệp phía trên cái thân hoặc là trên cái nắp, thì khách hàng của mình cũng sẽ nhớ được là cái quà đấy là do doanh nghiệp nào tặng và năm nào khách hàng cũng sẽ nhớ đến doanh nghiệp của mình. Ngoài ra bên cạnh đó mình cũng có những cái sản phẩm đi kèm với cái bộ quà Tết, đó là cái hộp khăn giấy. Thì trên một cái bàn mà trưng bày quà Tết năm nào thì nhà nào cũng sẽ cần một cái hộp để mà đựng khăn giấy, thì cái hộp khăn giấy mình cũng đi kèm những cái họa tiết giống như cái hộp mứt. Đây các anh chị thấy đấy, rất là dễ dùng, các bạn chỉ cần tháo cái khay bên dưới và để cái hộp mứt, hộp khăn giấy của mình vào và đậy lại, rất là tiện dụng. Và nếu mà doanh nghiệp muốn in logo thì mình có thể in phía trước, mặt trước của hộp khăn giấy. Các bạn chỉ cần lấy cái khay ra và để hộp khăn giấy vào. Bên cạnh đó, năm nay mình cũng tập trung làm thêm những cái sản phẩm đi kèm, vì khách hàng cũng thường hay hỏi là có cái khay để cho tôi có thể đựng được cái bộ bình trà khi mà khách đến nhà, thì tôi có thể bưng một cái bộ bánh mứt và kèm theo nước uống để mà chào đón khách. Thì đây là cái khay đủ to để mình có thể đựng nhiều cái món trưng bày cùng một lúc, và bộ khay này cũng đi kèm với đi cùng họa tiết hoa văn với lại hộp mứt Tết nên là rất là dễ thương. Kèm bên đó là mình làm thêm một cái sản xuất thêm một cái đĩa đựng trái cây nếu mà các anh chị có mời khách về trái cây tươi. Bộ sản phẩm quà Tết của mình thì sẽ có thời gian sản xuất là từ 30 đến 45 ngày, tại vì các anh chị biết đó, từ một cái sản phẩm thô như thế này, đây là cái mộc gỗ thô, để ra được một cái sản phẩm hoàn thiện thì bên mình phải mất thời gian ít nhất là 30 ngày để xử lý sản phẩm qua các cái quy trình sản xuất từng bước rất là kỹ lưỡng để ra một cái sản phẩm hoàn thiện để có cái độ sơn nó mịn và bóng. Thì yêu cầu bắt buộc là phải những cái lớp sơn phải đi từng nước sơn và đảm bảo lớp sơn thứ nhất phải là khô ráo thì mới chuyển sang cái bước thứ hai, và đây là cái quy trình sản xuất sơn mài. Thì người thợ phải trải qua những cái lớp là phủ phủ keo trên cái mộc gỗ, xong sau đó là làm cho cái hộp này nó không thấm nước, để mà lúc mà mình sơn nó thì lúc mình chà cái hộp mộc đấy trong cái bể nước thì nước nó sẽ không có thẩm thấu vào bên trong cái mộc gỗ được nữa. Đó là lý do vì sao mà mình cần cái thời gian lâu và phải qua những cái quy trình như thế thì cái sản phẩm của mình nó mới đạt được cái
cái độ bóng và mịn của sơn này. Ngoài ra thì cái sơn của mình cũng đã được kiểm định với trung tâm 3 là những cái sản phẩm sơn mà mình dùng ở trong sản phẩm là an toàn và không có nồng độ chì cao và đạt mức cho phép là dưới 0.01%. Thì như vậy khi quý vị và các cái doanh nghiệp mà tặng để dùng thực phẩm thì rất là an toàn, mình không phải lo lắng về vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm. Để mà liên hệ với doanh nghiệp của mình khi mà đặt những sản phẩm quà tặng này thì mình có thể là gọi điện thoại trực tiếp hoặc là xem nhiều sản phẩm trên website quatestmienghe.com hoặc là liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hotline 0971327095. Các anh chị có bất kỳ cái tư vấn nào hãy gọi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ lựa chọn cho quý doanh nghiệp của mình một cái bộ quà phù hợp nhất và có thể là thiết kế theo yêu cầu in ấn logo hoặc là thiết kế vẽ những cái hoa văn mà yêu cầu của quý khách và quý doanh nghiệp. Rất là mong quý doanh nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi để chọn được món quà mỹ nghệ phù hợp. Cảm ơn quý khách.